Và Thiên xin kính chào vị khán giả của Đài Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình kinh tế trong tuần qua cùng với Tiến Dũng và Thiên Hạnh. Thân ái kính chào quý vị khán giả và sau đây xin mời quý vị đi một vòng thị trường chứng khoán. Chứng khoán đóng cửa với chỉ số Dow Jones tăng 26 điểm và đóng ở mức 21.006 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 42 điểm và đóng ở mức 6.100 điểm. S&P 500 tăng 41 điểm và đóng ở mức cuối ngày là 2.399 điểm. Dầu thô đã tăng lên 30 xu và đóng ở mức 46 đồng và 39 xu cho một thùng dầu thô. Vàng đã tăng lên 19 xu và đóng ở mức 1.229 đồng và 20 xu. Thì nối 10 năm là 2.35% với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.88% tuần rồi cao nhất là 3.90%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06% tuần rồi cao nhất là 3.09%. 1 euro đã được 1 đồng lẻ 9 xu, ở Việt Nam một Mỹ kim bán ra là 22.760 đồng, vàng thì mua vào 36.470.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.570.000 đồng cho một lượng. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin ngắn nổi bật trong tuần vừa qua và vẫn như thường lệ mở đầu là bản tin liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm từ 4.5% à, cho đến 4.4% và cái bản tin trong tuần vừa rồi cho biết là sau 2 tuần tăng thì tuần này có ít người Hoa Kỳ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn. Theo Bộ Lao động cho hay thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm 19.000 xuống còn 238.000, tức là mức thấp nhất trong vòng 3 tuần vừa qua. Và tiếp theo là một cái bản tin cho hay ADP cho biết các công ty ở Hoa Kỳ tăng nhân viên lên 177.000 trong tháng 4. Các công ty đã bổ sung nhân công vào payrolls của Hoa Kỳ với tốc độ ổn định vào tháng 4 với sự gia tăng đồng đều giữa các ngành nghề. Lĩnh vực tư nhân tăng khoảng 177.000, dự đoán trước đó là 175.000 sau khi tăng 255.000 trong tháng 3. Các ngành sản xuất hàng hóa cũng tăng số lượng nhân viên lên khoảng 12.000. Các nhà cung cấp dịch vụ tăng lên khoảng 165.000 nhân viên. Và tiếp theo là một bản tin cho biết là một nhà máy mới sẽ được thành lập của một công ty sản xuất bánh xe của Phần Lan sẽ đưa 400 việc làm tới Tennessee. Thưa quý vị, công ty sản xuất bánh xe Nokian cho biết là họ hy vọng sẽ được khởi công trong năm tới tại một khu đất ở Dayton, tiểu bang Tennessee, khoảng 40 dặm về phía bắc của Chattanooga. Và đây sẽ là nhà máy Bắc Mỹ đầu tiên của công ty này dự kiến khai trương vào năm 2020. Cái thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ cái thâm thủ của dịch của Hoa Kỳ trong cái tháng 3 vừa rồi có phần nhỏ lại giảm 0.1% là khoảng 43.7 tỷ mỹ kim trong cái đó thì tháng trước đây là tháng 2 đó là 43.8 tỷ mỹ kim. Con số xuất khẩu đã giảm 0.9% là 191 tỷ tức là Hoa Kỳ xuất khẩu ra nước ngoài. Trong cái đó thì nhập khẩu vào nước ở trong nước Mỹ cũng giảm 0.7% tức là 234 tỷ ký thu vị và con số này trừ qua thì còn 43.7 tỷ tức là Hoa Kỳ xài nhiều hơn cái thu vị và hình như cái mỗi tháng hay là mỗi quý đều bị lỗ hết và bản tin song song thì có hãng Toyota đã recall tuần lễ vừa rồi thì recall những chiếc xe vận tải nhẹ có tên là Tacoma Tacoma này đã bị recall khoảng 228.000 chiếc trên toàn Hoa Kỳ và những chiếc xe này có đời từ năm 2016 đến năm 2017 vì lý do vì cái dầu của nó thể bị lít ra xăng nó lít cái ôi đó quý vị thì nó leak như vậy thì có thể cause những cái cháy hoặc là bị uh, cái tai nạn. Vì thế quý vị nào có chiếc xe uh, Toyota Tacoma đời 2016, 2017 thì bị nên gọi lên cái dealer để uh, biết thêm chi tiết rằng xe mình có nằm trong cái dạng thu hồi hay không. Dạ vâng, thưa quý vị và chuyển sang một cái bản tin gây ra nhiều tranh cãi về một cái dự luật mới à, cho biết là không biết là những người là nhân viên muốn được trả bằng tiền hay là lấy thêm ngày nghỉ khi mà họ làm thêm cái số giờ. Thưa quý vị, Hạ viện vừa thông qua một cái dự luật cho phép các nhà tuyển dụng tư nhân bồi thường cho nhân viên của họ làm thêm giờ với thời gian là nghỉ ở nhà, tức là days off thay vì trả lương theo cái cách tính là trả thêm gấp một rưỡi theo yêu cầu hiện tại. À, dự luật tắt là SR1180 quy định là các cái nhà tuyển dụng phải yêu cầu nhân viên là những nhân viên nào mà được trả lương theo giờ làm việc hơn 40 tiếng một tuần thì được trả gấp 1,5 lần mức giờ bình thường. Thưa quý vị, dự luật áp dụng cho các doanh nghiệp bao gồm nhiều nhà bán lẻ, trong đó có bệnh viện, các cái xưởng, hãng rồi các chủ doanh nghiệp và các cái doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. nhưng mà theo như cái bản tin này đưa ra đó về cái dự luật mới này thì nhiều người tỏ ra bất bình những cái người mà làm việc mà người ta làm hơn giờ người ta thường người ta muốn lấy tiền thay vì là người ta phải nghỉ ở nhà. Dạ vâng, cảm ơn Tiến Hạnh. Bây giờ thì theo cái luật này sẽ trình lên Thượng viện, nếu mà được cái luật này nó pass thì cái luật bắt đầu áp dụng. Trước đây thì họ nói là Hoa Kỳ năm 1935 thì phải thời đến cái luật đưa ra là người ta chỉ làm việc 8 tiếng cho mỗi ngày thôi, là 40 tiếng trong một tuần. Nhưng mà sau đó thì đời sống mắc mỏ và làm cho họ làm overtime, họ chấp nhận là overtime nữa, tức là những hãng xưởng bắt đầu công việc họ nhiều lên. À, thì nói dài dòng là sau đi diện thế chiến đi thì công việc mà nó đổ dồn người nam ra ra tiền tuyến thì người nữ lại làm thêm giờ thì từ đó nó sinh ra cái chuyện làm nhiều giờ nhưng mà theo các nhà phòng đó là làm trên 8 tiếng thì không có tốt cho sức khỏe Nhưng bây giờ thì luật đưa ra đó là nếu mà làm trên đó, một là những chủ những ông chủ này đó phải cho nhân viên nghỉ bù thứ hai là làm trên 41 tiếng đó là được nghỉ một tiếng sau đó là nghỉ một tiếng bất cứ lúc nào hoặc là trả tiền 1.5 tức là một rưỡi thì không biết là cái luật này qua hạ viện thông qua thì chúng ta thấy rằng cũng rất là tốt nhưng đây là cái điều rất tốt của thư viện và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến FDA bản tin này thật là thú vị mà tôi cũng thấy rằng bản tin này là nó ảnh hưởng rất là nhiều à, trong cái tuần lễ vừa qua thì FDA đã snap tức là đã gửi thơ đến nhiều cái công ty bán thuốc khoảng 14 công ty của thư viện và trong có khoảng 65 cái product khác nhau tức là mặt hàng khác nhau vì cái những cái sản phẩm này mà tôi gọi là dược thảo họ đã nói rằng cái dược thảo này đó prevent Dinos A cure cancer tức là họ có thể nói rằng uh, phòng ngừa ung thư hay là chẩn đoán ung thư, trị ung thư và lành hẳn cái bệnh ung thư. Wow. Và điều này đã làm FDA họ điều tra ra nếu có bằng chứng rõ ràng thì submit lên cái letter cho họ biết rằng từ đâu ra cái những cái 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 quyết định cái cái, cái những cái câu quảng cáo như thế này có đúng hay không. Vì họ nói rằng nếu mà không có submit được đó thì làm ơn đổi lại cái lời quảng cáo hoặc là lấy những cái gói hàng những cái kiện hàng đó dẹp đi không bán được nữa và nếu đây họ nói rằng nếu họ, họ đưa được cái thơ là họ warning rồi, nếu mà cái họ những cái cơ sở bán thuốc mà dược thảo này nó không làm đúng đó thì họ nói là the results in legal action tức là họ có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật trong tương lai. Và từ khi đó thì nó là trong đó những cái thuốc như là thuốc cái dạng thuốc uống rồi cream để tha thoa rồi dầu rồi drop syrup tea vân vân, những cái mặt hàng mà bán trên nhang nhãn trên những cái social media rồi ngay cả cái Facebook, Instagram vân vân thì ra là những cái điều đó thì nếu mà trong tương lai mà họ thấy còn bán mà không có đổi cái lời quảng cáo lại đó thì chắc chắn những người này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật cái thư vị Dạ vâng và à, chúng ta thấy cái quảng cáo như vậy là thường ngày bởi vì là ừ. thần dược đó ừ. à, nghe thì hấp dẫn quá mua về thứ nhất là tan mỡ bụng rất là nhanh không có yeah. cần phải tập thể dục à, có nhiều người bị bệnh tiểu đường cũng là trị hết hay là nhiều người muốn săn chắc da chỉ cần bôi lên hay là muốn nở bộ phận nào là bôi <laughs> lên ở đó cho nên mình nghe thấy hấp dẫn quá cho nên không thể nào mà à, khó mà mà gọi là là ôi tôi không mua bởi không tin nhưng mà đa phần là nhiều người sẽ dễ tin và yeah. mua về đúng rồi thì Hạnh nói cái đó thì tôi cũng thấy nó, nó chính xác nhưng mà cái FDA họ không quan tâm đến uh, sức mở bụng tan hay là tai ngoài da nhưng mà cái này nó quan trọng đến cái chuyện ung thư yeah. vì nhiều người bị ung thư họ không đi bác sĩ để mà uống thuốc hay là chemo mà họ uống thuốc dược thảo mà cuối cùng họ đi qua đời vì thế yeah. FDA nói rằng nếu thuốc của anh có trị ung thư hoặc là ngăn ngừa ung thư anh gửi tôi một cái thông báo rõ ràng ở đâu chứng minh điều đó nhưng mà chắc chắn ví dụ nghĩ là không có ai mà dám gửi một thông báo hay là một cái cái report rằng thuốc tôi có chứng minh Đúng là như rồi. vậy Dạ yeah. vâng bởi vì là thật sự mà nói thần dược thì chưa có nơi nào làm ra được mà nếu mà thật sự cancer ung thư mà không thể chữa được rồi đó là có nghĩa là giai đoạn cuối rồi không có yeah. bác sĩ đã bó tay rồi thì lúc đó muốn thử thần dược gì cũng được nhưng mà trước <laughs> đó thì chúng ta nên làm Như theo chết làm theo <laughs> bác sĩ. Yeah. Yeah. Dạ vâng thưa quý vị và chuyển sang cái bản tin khác á, cho biết về cái ngành hàng không vào năm ngoái đã thu được khoảng 4,2 tỷ mỹ kim từ lệ phí hành lý à, theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải các hãng hàng không đã phải trả khoảng 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày cho các cái hành lý sách tay trong năm ngoái thưa quý vị và phí của hành lý thu được trên 25 hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ vào năm ngoái là đạt 4,2 tỷ Mỹ Kim đã tăng 10% so với năm trước đó là 2015 và cũng cùng vào thời điểm đó thì hãng hàng không American Airlines cũng đang có kế hoạch là thu nhỏ cái chỗ ngồi của cái khu vực economy seat thêm 2 inch à, uh, trong khi đó thì chiếc máy bay Boeing BA737 đó cũng sẽ thu hẹp cái khoảng cách giữa các cái ghế ngồi còn được gọi là pitch từ 31 inch đến 29 inch trên cái máy bay mà nó có 3 hàng thưa quý vị. Wow, phải nói rằng thí tiến thấy rằng chúng ta ngồi đã chật rồi. 31 inch đã chật rồi bây giờ xuống 2 inch nữa còn 29 inch mà khi mấy cái chuyện này được thực hiện đó thí dụ nghĩ rằng đánh lộn còn nhiều nữa vì chật quá người ta dễ bực bội cái tư vị vì trong một thời gian vừa qua thì thế nào là Delta Airlines, American Airlines, United Airlines đánh lộn liên tục văn vâng, chữa bản tin khác thì liên quan đến xăng dầu trong tương lai vì có thể trả thêm xăng dầu tiền thuế nữa vì theo như cái lời đề nghị của tổng thống Donald Trump thì có thể phải trả thêm tiền thuế của xăng dầu để nâng lên cái uh, um, cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ vì cũng biết rằng nào là đường xá rồi cầu cống vân vân tất cả những hệ thống hiện tại giờ rất là tệ trước đây những con đường chúng ta thấy là họ tráng đường mới khoảng 20 năm về trước thì cái ngân sách có đủ để làm một con đường mới bây giờ thì họ là patch hay là chỉ là resurface lại thôi tức là họ tráng một cái lớp nhựa lên thôi thì theo như cái lời đề nghị thì trong tương lai có thể rằng đảng đầu tiên là đảng cộng hòa sẽ đưa đề nghị phải tăng thuế lên và theo những cái survey của năm 2014, AAA đưa ra đó là có khoảng 68% người dân Hoa Mỹ, người dân Hoa Kỳ đó là đưa tay lên đồng ý là tăng thuế. À, nhưng mà xin lỗi đồng ý là sửa đường support cho chính phủ bỏ tiền ra sửa đường sửa cầu sửa những cái transit system nhưng mà trong khi mà quyết định để mà nâng cái tiền à, tiền thuế xăng lên đó thì chỉ có 52 phần trăm người nói là ok tôi nhận trong cái đó trước đó thì đồng ý rằng sẽ bỏ tiền để sửa đường cho chính phủ sửa đường đó thì 68 người đồng ý nhưng mà khi mà quyết định để tăng thuế tiền xăng thì chỉ có 52 người mà 52 phần trăm mà thôi cái thư vị Vâng thưa quý vị, bản tin tiếp theo khá là hấp dẫn cho những người nào đang đi kiếm việc và muốn làm lương cao thì bản tin cho biết là Facebook đã đứng đầu bảng với mức lương trung bình hàng tháng đến 8.000 Mỹ Kim theo Glassdoor thưa quý vị. Điều đó có nghĩa là mức lương hàng năm của một người là khoảng 96.000 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, lương trung bình được biết là nghĩa là một nửa cái số nhân viên thực tập tại Facebook sẽ làm được nhiều hơn 8.000 bởi vì 8.000 chỉ là mức lương trung bình mà thôi và trong khi đó thu nhập gia đình trung bình hàng năm của Hoa Kỳ vào năm 2015 được biết là 56.516 Mỹ kim tức là làm việc cho Facebook là đã ở trên cái mức của à, mức lương trung bình của toàn quốc rồi và tại Microsoft thì trả lương trung bình khoảng 7.100 Mỹ kim cho mỗi tháng đứng ở vị trí thứ hai cũng khá là cao à, các nhân viên bán hàng của Salesforce, Amazon, Apple, à Yelp Yahoo và Dell đều đứng trong top 10, tức là top 10 và đưa ra mức lương trung bình hàng tháng của họ giữa 6.080 Mỹ Kim và 6.450 Mỹ Kim. Trong khi đó Google lại bị tụt lại vị trí thứ 11 với cái giá trị khoảng 6.000 Mỹ Kim cho một tháng cho một nhân viên. À, vâng, cảm ơn Thiền Anh. Phải nói rằng quý vị thấy nếu mà chúng ta là internship, tức là đi thực tập ra trường học khoảng 3 năm, năm thứ 3 là chúng ta được gửi đi internship thì thật sự rất là khó nếu mà nói làm những công ty như là Google hay là Microsoft hay là Facebook uh, thì giống như là Tiến Dũng nói dùng cái từ là tuyết vào tháng 7 tư vị rất là khó nhưng mà chúng ta thấy rõ là ràng là khó được nhận vào làm rất là khó rất là ừ. khó nhưng mà phụ nữ chúng ta là người nữ đó thì chúng ta có 30 phần trăm phần thắng rồi tức là hiện tại thì các công ty này họ bị uh, cái 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 cái, um, cái gender nó không được balance cân đối đó thì họ đang rất cần những người nữ như thế này nhưng mà chúng ta điếc vào cầm cái resume là chúng ta có 30% bước vào ngưỡng cửa rồi. Còn số còn lại chúng ta ăn thua tùy theo cái 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 khả năng của chúng ta mà thôi. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình kinh tế trong tuần và tiếp theo là bản tin cho biết 40% người Mỹ mất một nửa số tiền lương của họ để trả nợ. Chúng tôi sẽ trở lại với bản tin này sau một vài thông tin thương mại sau đây.